Bài Kinh số 18 Kinh Sanisa Chana Vasapa Sutta 273 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Nadika Bộ tộc Nadeka Tại Kavasatha, Nhà làm bằng gạch Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã sống, đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh như bộ tộc Kashi, Kathi, Kosala, Câu Tác La, Vachi, Bạc Kỳ, Mala, Mạc La, Cheti, Chi Đề, Văn Sa, Bạc Sa, Kuru, Câu Lâu, Panchala, Banjala, Macha, Basala, Surasena, Mậu Ba Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung, với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh thiên giới từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ tận diệt khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. 274 Các vị tín đồ ở Nadika được nghe. Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh như bộ tộc Kashi, Kosala. Vachi, Mala, Cheti, vansa, Guru, Panchala, Matcha, Surasena. Vị này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh thiên giới, từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham sân si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả dự lưu nhất định không đọa ác đạo đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan hỷ, tính thọ, an lạc. 275 Tôn giả Ananda được nghe Thế Tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần, đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh như bộ tộc Kashi, Kosala, Vachi, Manla, Cheti, Vansa, Guru, Panchala, Macha, Surasena. Vị này sanh ra tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ Nanika đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh thiên giới từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham sân si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ Anandika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan hỷ, tính thọ, an lạc. 276 Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ. Nhưng ở tại Magadha, Ma có nhiều tín đồ đã tu hành lâu ngày và đã từ trần mệnh chung nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ anga ương già và magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung những vị này tin tưởng phật tin tưởng pháp và tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ nhưng thế tôn không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ Lành thay nếu gợi được một câu trả lời về họ. Nhờ vậy, nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiện giới. Lại có vua Seniya Pimpisara, Tuniyu Tần Bà Sala, Sứ Magadha sống như Pháp, dùng chánh Pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị bà la môn gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê vị vua này được dân chúng xưng tán như sau vị vua sống như pháp dùng chánh pháp trị nước đã làm cho chúng ta sung sướng nay đã mệnh chung chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới thời vị vua sống như pháp và dùng chánh pháp trị nước này vị vua này cũng tin tưởng phật tin tưởng pháp tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ và dân chúng cũng nói cho đến khi mệnh chung vua seniya pimpisara sứ magadha luôn luôn tán dương thế tôn nhưng thế tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của vị vua này lành thay nếu gợi được câu trả lời về vị vua này nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiện giới lại nữa thế tôn chứng quả bồ đề tại magadha Thế Tôn đã chứng quả Bồ Đề tại Magadha, thì sao Ngài lại không nói về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buồn. Và nếu các vị này đau buồn, thời sao Thế Tôn có thể không trả lời được? 277 sau khi đã yên lặng suy nghĩ một mình vì các tín đồ ở magadha tôn giả ananda sáng hôm sau thức dậy đến tại chỗ thế tôn ở khi đến xong đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn con có nghe thế tôn thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những tín đồ đã từ trần, đã mệnh chung trong các bộ tộc xung quanh như bộ tộc Kashi, Kosala, Vachi, Mala, Chiti, Vansa, Guru, Panchala, Macha, Surasena. Vị này sinh ra tại chỗ này, vị kia sinh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín đồ Nandika đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh thiên giới, từ đó nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Hơn 90 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả nhất lai. Sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Hơn 500 vị ở Nadika đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả dự nưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến chánh giác. Các vị tín đồ ở Nadika được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan hỷ, tính thọ, an lạc. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha, có nhiều tín đồ tu hành lâu ngày và đã từ trần mệnh chung nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ anga và magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung những vị này tin tưởng phật tin tưởng pháp tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ nhưng thế tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ lành thay nếu gợi được một câu trả lời về họ và như vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiện giới. Bạch Thế Tôn lại có vua Seniya Pimpisara, xứ Magadha, sống như Pháp, dùng chánh Pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị bà la môn, gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán như sau. Vị vua sống như Pháp, dùng chánh pháp trị nước đã làm cho chúng ta sung sướng này đã mệnh chung chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới thời vị vua sống như pháp và dùng chánh pháp trị nước này vị vua này cũng tin tưởng phật tin tưởng pháp tin tưởng tăng và giới luật đầy đủ và dân chúng cũng nói cho đến khi mệnh chung Vua Seniya Pimpisara, xứ Magadha, luôn luôn tán dương Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin và từ đó được sanh lên thiện giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa, Thế Tôn đã chứng quả bồ đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả bồ đề ở Magadha thời sau ngài không nói về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha nếu thế tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị này sẽ đau buồn và nếu các vị này đau buồn thời sau thế tôn có thể không trả lời được tôn giả Ananda vì các tín đồ ở Magadha sau khi đã trình lên trước thế tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thần phía hữu hướng về Ngài, từ tạ ra đi. 278 Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào Nadika để khất thực. Sau khi khất thực ở Nadika xong, sau buổi ăn, đi về và rửa chân. Ngài vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. Các vị thiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng như thế nào? Rồi Thế Tôn thấy được chỗ thọ sanh và vận mạng của các hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. Và Thế Tôn vào buổi chiều sau khi tịnh niệm bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn dưới bóng ngôi nhà. 279 Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở. Lúc đến xong, đánh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn trong thật là an tịnh, sắc diện của Thế Tôn sáng chói nhờ các căn thật sự thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hôm nay an trú có được hoan hỷ không? Này Ananda, sau khi ông vì các tín đồ ở Magadha đã nói trước mặt ta như vậy, và đứng dậy ra về. Ta đi khất thực ở Nadika xong, sau bữa ăn, đi về và rửa chân. Ta vào ngôi nhà bằng gạch, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ, tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha. Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, phận mạng của họ, các vị hiền nhân này thọ sanh ở đâu, phận mạng như thế nào rồi ta thấy được chỗ thọ sanh và phận mạng của các hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 280 Này Ananda, lúc bấy giờ một vị dạ xoa, zakha ẩn mình lớn tiếng nói rằng Bạch Thế Tôn còn tên là Chana Vasapa. Bạch Thiện Thệ con là Chana Vasapa này ananda ông từ trước đã từng được nghe ai tên là chana vasapa sanisha chưa bạch thế tôn còn từ trước chưa từng được nghe ai tên là chana vasapa bạch thế tôn khi con nghe tên chana vasapa con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược bạch thế tôn con tự nghĩ vị giả xoa này không phải là hạng tầm thường vì đã mang tên Chana Vasapa. Này Ananda, khi những lời ấy được nói xong, vị dạ xoa ấy hiện ra trước mặt ta, nhan sắc thật phi thường, và lần thứ hai vị ấy nói, Bạch Thế Tôn, con là Pimpisara. Bạch Thiện Thệ, con là Bimbisara. Bạch Thế Tôn, nên là lần thứ bảy, con được sanh vào dòng họ vua Vesa Vanna, Tỳ Sa Môn Thiên Vương, còn chết đi trong địa vị làm vua ở nhân gian, nay được sanh trên thiên giới làm bậc phi nhân. Từ đây đến bảy lần, từ kia đến bảy lần, mười bốn lần tái sanh, như vậy con biết được đời quá khứ của con. 281. Bạch Thế Tôn, từ lâu còn không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú. Và nay con muốn trở thành bậc nhất lai. Thật hi hữu thầy Hiền giả già xoa Jana Vasapa. Thật kỳ diệu thầy Hiền giả già xoa Jana Vasapa đã nói với ta: Bạch Thế Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú. Và nay con muốn trở thành bậc nhất lai. Do nguyên nhân gì hiền giả già dạ xoa, Vasapa tự biết mình đã đạt được địa vị cao thượng, thù thắng như vậy. Bạch Thế Tôn, không gì khác ngoài giáo lý của ngài. Bạch thiện thể, không gì khác ngoài giáo lý của ngài. Từ khi con nhất hướng quy y và tín ngưỡng Thế Tôn, từ khi ấy con không còn đọa lạc vào ác thú vì con đã hiểu được ác thú và nay con muốn trở thành bậc nhất lai. Bạch Thế Tôn con được vua Vesavana, Vanna nhờ con đi đến vua Viruhaka, tăng trưởng thiên vương có chút công việc, giữa đường con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà bằng gạch, suy nghĩ, tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ, các hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mạng thế nào. Bạch Thế Tôn không thể kỳ diệu sao được khi con đối mặt tự thân nghe từ miệng vua Vesavana nói với hội chúng của mình, các hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận mệnh như thế nào. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ, ta sẽ đến ý kiến Thế Tôn, ta sẽ đề cập vấn đề với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên nhân khiến con đến ý kiến Thế Tôn. 282 Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố Tát Uposatha, trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn thể chư thiên ở cõi Tavatimsa, Tam Thập Tam, ngồi họp hội tại thiện pháp đường Sudama. Xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía. Tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi. Đại vương Dataratha, trì quốc thiên vương. Vua ở phương đông ngồi xoay mặt hướng tây trước mặt thiên chúng. Đại vương Verohaka, vua ở phương nam ngồi xoay mặt hướng bắc trước mặt thiên chúng đại vương virupakha quảng mục thiên vương vua ở phương tây ngồi xoay mặt hướng đông trước mặt thiên chúng đại vương vesavanna vua ở phương bắc ngồi xoay mặt hướng nam trước mặt thiên chúng bạch thế tôn khi nào toàn thể chư thiên ở cõi tam thập tam ngồi hội họp tại thiện pháp đường xung quanh có đại thiên chúng ngồi khắp mọi phía và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngồi như vậy là thứ tự chỗ ngồi của những vị này rồi đến chỗ ngồi của chúng con bạch thế tôn chư thiên nào trước sống phạm hạnh theo thế tôn và nay nếu sanh lên cõi tam thập tam thiên những vị này thắng xa chư thiên khác về thân sắc và danh tiếng bạch thế tôn chư thiên ở cõi tam thập tam hoan hỷ tín thọ hỷ lạc sanh. Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị giảm sút. Bạch Thế Tôn lúc bấy giờ, thiên chủ đế thích Sakka Inda thấy chư thiên ở cõi tam thập tam hoan hỷ, liền tùy hỷ nói lên bài kệ như sau. Chư tam thập tam thiên, cùng đế thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc như lai, cùng chánh pháp vi diệu thấy thiên chúng tân sanh quan sát thật thù thắng các vị sống phạm hạnh này sanh tại cõi này họ thắng về quan sát thọ mạng và danh xưng đệ tử bậc đại tuệ thù thắng sanh cõi này trừ tam thập tam thiên cùng đế thích hoan hỷ đảnh lễ bậc như lai cùng chánh pháp vi diệu. Bạch Thế Tôn, chư thiên ở cõi tam thập tam lại càng hoan hỷ tính thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn Atula giới bị giảm sút. Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư thiên ở cõi tam thập tam ngồi hội họp tại thiện pháp đường các vị này suy tư thảo luận về mục đích ấy và tùy thuộc về mục đích ấy bốn vị đại vương được thuyết giảng theo mục đích ấy bốn vị đại vương được khuyến giáo bốn vị này đều đứng một bên chỗ ngồi của mình các đại vương chấp nhận lời giảng dạy khuyến giáo thanh thoát và an tịnh đứng bên chỗ mình ngồi 283. Bạch Thế Tôn rồi từ phương bắc một ánh sáng vi diệu khởi lên, một hào quang hiện ra, thắng xa oai lực của chư thiên. Bạch Thế Tôn rồi Thiên chủ Sắc ca nói với chư thiên ở cõi Tam thập tam, "Này các thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy, báo hiệu Phạm thiên sẽ xuất hiện." vì hiện tượng báo hiệu Phạm Thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào quang hiện ra. Theo hiện tượng được thấy, Phạm Thiên sẽ xuất hiện. Hiện tượng đấng Phạm Thiên là hào quang vi diệu. 284 Bạch Thế Tôn, rồi Chư Thiên ở cõi Tam Thập Tam ngồi xuống trên ghế của mình và nói chúng tôi sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào sau khi được biết chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy cũng vậy bốn vị đại vương ngồi xuống trên ghế của mình và nói chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào sau khi được biết chúng ta sẽ đi gặp vị ấy sau khi nghe vậy chư thiên ở cõi tam thập tam đều một lòng một ý Chúng ta sẽ tìm hiểu kết quả của hào quang này là thế nào. Sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy. Bạch Thế Tôn Khi Phạm Thiên Sanankumara, thường đồng hình, xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, Ngài xuất hiện với một hóa tướng thô xấu. Bạch Thế Tôn Vì khi Phạm Thiên tự nhiên hiện hóa, sắc tướng không đủ thù thắng, để chư thiên ở cõi tam thập tam khâm phục bạch thế tôn khi phạm thiên sanang kumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi tam thập tam vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng bạch thế tôn như một hình tượng bằng vàng chói sáng hơn thân hình con người cũng vậy bạch thế tôn khi phạm thiên sanang kumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi tam thập tam vị này thắng xa chư thiên khác về sắc tướng và danh xưng Bà Thế Tôn, khi Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện trước chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, không một vị thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy hoặc mời vị Phạm Thiên ngồi. Tất cả đều yên lặng, chấp tay, không ngồi trên chỗ của mình và nghĩ. Này, nếu Phạm Thiên Sanankumara muốn chỗ ngồi của Phạm Thiên nào, thời sẽ ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên ấy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Kumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, như vị vua sắc đế lị vừa mới làm lễ quán đảnh và lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng hoan hỷ. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara ngồi trên chỗ ngồi của vị thiên nào, vị thiên ấy sẽ vô cùng sáng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara xuất hiện với hình tướng thô xấu, hiện thành một đồng tử tên là Panchasika, ngũ kế, trước mặt chư thiên ở cõi Tam thập tam. Bay bổng lên trời, vị này ngồi kiết già giữa hư không. Bạch Thế Tôn như một vị lực sĩ ngồi kiết già trên một chỗ ngồi được trải bằng phẳng hay trên một mặt đất thăng bằng. Cũng vậy Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara bay bổng trên trời, ngồi kiết già giữa hư không, thấy được sự an tịnh của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam, liền nói lên sự hoan hỷ của mình bằng bài kệ sau đây. Chư Tam Thập Tam Thiên cùng đế thích hoan hỷ, đảnh lễ bậc như lai, cùng chánh pháp vi diệu, thấy thiên chúng tân sanh, quan sát thật thù thắng, các vị sống phạm hạnh, này sanh tại cõi này, họ thắng về quan sát, thọ mạng và danh xưng đệ tử bậc đại tuệ, thù thắng sanh cõi này, trừ tam thập tam thiên, cùng đế thích hoan hỷ đảnh lễ bậc như lai cùng chánh pháp vi diệu hai bạch thế tôn đó là nội dung lời nói của phạm thiên sanang kumara bạch thế tôn tiếng nói của phạm thiên sanang kumara có tám đặc điểm sau đây lưu loát dễ hiểu dịu ngọt nghe rõ ràng sung mãn phân minh thâm sâu và vang động. Bạch Thế Tôn, khi Phạm Thiên Kumara giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm như vậy gọi là Phạm Âm. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Kumara tự hiện hóa 33 hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già trên mỗi chỗ ngồi của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam và nói với chư thiên này như sau. Này chư thiện hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào? Thế tồn phục vụ cho hạnh phúc chúng sanh, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chư thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những vị này khi thân hoại mệnh chung. Một số được sanh lên thiên chúng Paranimita Vasavati, tha hóa tự tại. Một số được sanh lên thiên chúng Nima Narati, hóa lạc. Một số được sanh lên thiên chúng Tusita, đầu xuất. Một số được sanh lên thiên chúng Yama, dạ ma. Một số được sanh lên thiên chúng Tavatimsa, Tam Thập Tam. Một số được sanh lên Thiên Chúng, chatum Maharajika, Tứ Thiên Vương. Những ai phải thêm vào cho đủ số hạ phẩm nhất được sanh vào chúng, Gandapa, Càng Thác Bà. 286 Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanankumara. Bạch Thế Tôn, giọng nói của Phạm Thiên kumara về vấn đề này được nói một cách khiến mỗi vị thiên nghĩ rằng vị ngồi trên chỗ ngồi của ta chỉ vì ấy nói mà thôi. Chỉ một Phạm Thiên nói, mọi hóa thân đều nói, chỉ một vị im lặng, tất cả đều im lặng, trừ tam thập tam thiên, cùng đế thích nghĩ rằng chỉ vị ngồi chỗ ta chỉ vì ấy riêng nói. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên Sanankumara thâu nhiếp tất cả thân thành một thân. Sau khi thâu nhiếp, liền ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sakka và nói với Thiên Chúng ở Tam Thập Tam Thiên. 287 Chư Thiện Hữu ở Tam Thập Tam Thiên Quý vị nghĩ thế nào về bốn pháp thần túc đã được Thế tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khéo léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thần thông được thuần thục, để thần thông được thi thiết? Thế nào là bốn? Ở đây vị tỷ-kheo tu tập thần túc câu hữu dục định tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu tinh tấn định tinh cần hành tu tập thần túc câu hữu tâm định tinh cần hành tu tập thần túc câu hữu với thẩm xác định tinh cần hành bốn pháp thần túc này đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác khéo léo giải thích để thần thông được sung mãn để thần thông được thuần thục để thần thông được thi thiết này các thiện hữu những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức tất cả đều tu tập và phát triển bốn pháp thần túc này này các thiện hữu những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần túc này này các thiện hữu, những Sa môn hay Bà la môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và phát triển bốn pháp thần túc này. Này chư thiện hữu ở Tam thập Tam thiên, quý vị có thấy ở nơi tôi thần lực như vậy không? Có như vậy Phạm thiên. Chư thiện hữu, tôi nhờ tu tập và phát triển bốn thần túc này mà nay thành tựu đại thần lực như vậy, đại uy đức như vậy. Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanangkumara. Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm Thiên Sanankumara nói với Chư Thiên ở cõi Tam Thập Tam. 288 Chư Thiên Hữu ở Tam Thập Tam Thiên quý vị nghĩ thế nào về ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đặng giác chứng ngộ thế nào là ba chư thiện hữu ở đây có người thân cận dục lạc thân cận bất thiện pháp sau một thời gian vị này được nghe thánh pháp như lý tác ý thực hành chánh pháp và tùy pháp và khi nghe được thánh pháp như lý tác ý thực hành chánh pháp và tùy pháp vị này sống không thân cận dục lạc không thân cận bất thiện pháp và nhờ sống không thân cận dục lạc không thân cận bất thiện pháp an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoàn hỷ khởi lên chư thiện hữu như từ thoải mái hỷ duyệt sanh cũng vậy chư thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc không thân cận bất thiện pháp an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoàng hỷ khởi lên chư thiện hữu đó là con đường tắt thứ nhất hướng đến an lạc đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đặng giác chứng ngộ chư thiện hữu lại nữa ở đây có người thân hành thô lậu chưa được an tịnh khẩu hành thô lậu chưa được an tịnh ý hành thô lậu chưa được an tịnh sau một thời gian vị này được nghe thánh pháp như lý tác ý thực hành chánh pháp và tùy pháp sau khi được nghe thánh pháp thân hành thô lậu của vị này được an tịnh khẩu hành thô lậu của vị này được an tịnh ý hành thô lậu của vị này được an tịnh và khi thân hành thô lậu của vị này được an tịnh khẩu hành thô lậu của vị này được an tịnh ý hành thô lậu của vị này được an tịnh an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoàng hỷ khởi lên chư thiện hữu như từ thoải mái hỷ duyệt sanh cũng vậy chư thiện hữu nhờ thân hành thô lậu của vị này được an tịnh khẩu hành thô lậu của vị này được an tịnh. Ý hành thô lậu của vị này được an tịnh, an lạc khởi lên và hơn cả an lạc, hoàn hỷ khởi lên. Trừ thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đặng giác chứng ngộ. Trừ thiện hữu, lại nữa, ở đây có người không như thật biết đây là thiện không như thật biết đây là bất thiện không như thật biết đây là có tội đây là không tội đây cần phải thuận theo đây cần phải né tránh đây là hạ liệt đây là cao thượng đây là đen trắng đồng đều sau một thời gian vị này được nghe thánh pháp như lý tác ý thực hành chánh pháp và tùy pháp sau khi được nghe thánh pháp như lý tác ý thực hành chánh pháp và tùy pháp vị này như thật biết đây là thiện như thật biết đây là bất thiện như thật biết đây là có tội đây là không tội đây cần phải thuận theo đây cần phải né tránh đây là hạ liệt đây là cao thượng đây là đen trắng đồng đều nhờ biết như vậy nhờ thấy như vậy vô minh của vị này được trừ diệt minh sanh khởi vị này nhờ vô minh được trừ diệt và minh sanh khởi an lạc khởi lên và hơn cả an lạc hoàng hỷ khởi lên chư thiện hữu đó là con đường tắt thứ ba hướng đến an lạc đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đặng giác chứng ngộ chư thiện hữu đó là ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác chứng ngộ bạch thế tôn đó là nội dung câu chuyện của phạm thiên sanankumara bạch thế tôn sau khi nói xong phạm thiên sanankumara nói với chư thiên ở cõi tam thập tam 289 chư thiện hữu ở tam Thập tam thiên quý vị nghĩ thế nào về bốn niệm xứ hướng đến chân thiện đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đặng giác chứng ngộ thế nào là bốn chư thiện hữu ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời nhờ sống quán thân trên thân, vị này được chánh định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi đối với các thân khác ngoài tự thân. Vị tỷ kheo sống quán các cảm thọ từ thân, vân vân. Quán tâm, vân vân. Quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tịnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời nhờ sống quán pháp đối với các pháp tâm được chánh định và chánh an tịnh nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây tri kiến được sanh khởi đối với các pháp khác chư thiện hữu bốn niệm xứ này hướng đến chân thiện đã được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đặng giác chứng ngộ Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Kumara. Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm Thiên Kumara nói với Chư Thiên ở cõi Tam Thập Tam. 290 Chư Thiện Hữu ở Tam Thập Tam Thiên, quý vị nghĩ thế nào về bảy pháp định tư lương để tu hành chánh định, để kiện toàn thiền định, đã được thấy tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a-la-hán chánh đẳng giác chứng ngộ thế nào là bảy? đó là chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm. Chư thiền hữu nhất cảnh tánh của tâm do bảy chi này sửa soạn được gọi là thánh chánh định cùng với các y chỉ và dùng với các tư lương. Chư thiện hữu, chánh tư duy sanh khởi từ chánh tri kiến. Chánh ngữ sanh khởi từ chánh tư duy. Chánh nghiệp sanh khởi từ chánh ngữ. Chánh mạng sanh khởi từ chánh nghiệp. Chánh tinh tấn sanh khởi từ chánh mạng. Chánh niệm sanh khởi từ chánh tinh tấn. Chánh định sanh khởi từ chánh niệm chánh trí sanh khởi từ chánh định, chánh giải thoát sanh khởi từ chánh trí. Chư thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau đây, chánh pháp đã được thế tôn kéo léo thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy hướng dẫn đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu. Cửa bất tử được rộng mở nói như vậy là chánh ngữ. Chư thiện hữu, vì chánh pháp thật sự đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng. Pháp ấy có kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. Chư thiện hữu, những ai tin tưởng Phật không có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối chuyển, tin tưởng tăng, không có thối chuyển, đầy đủ giới hạnh khiến bậc thánh hoan hỷ. Tất cả những vị được hóa sanh ở đây đều được chánh pháp hướng dẫn. Hơn 240 vạn vị cư sĩ ở Magadha đã từ trần mệnh chung. Những vị này đều diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn đọa vào ác thú, chắc chắn đạt đến chánh giác lại có những vị nhất lai. Với hàng chúng sanh này, ước lượng phần công đức, không thể ước lượng được, sợ phạm tội vọng ngữ. 291 Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanankumara. Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanankumara, Đại vương Vesavana, khởi lên suy tư sau đây. Chư thiện hữu, thật là kỳ diệu. Chư thiện hữu, thật là hy hữu. Sẽ có một đạo sư thu thắng như vậy, một pháp thoại thu thắng như vậy, sẽ được trình bày sự chứng đắc đặc biệt như vậy. Bạch Thế Tôn, Phạm Thiên, kumara tự tâm mình biết được tâm trí của Đại Vương, Vesavana như vậy, liền thưa với Đại Vương. Đại vương Vesavana nghĩ như thế nào? Trong thời quá khứ, đã có một đạo sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày sự chứng đắc đặc biệt như vậy, vân vân. Trong thời tương lai, sẽ có một đạo sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày sự chứng đắc đặc biệt như vậy. 292 đó là nội dung câu chuyện của Phạm Thiên Sanan nói với Chư Thiên ở cõi Tam thập Tam Đại Vương Vesavana sau khi tự thân nghe tự thân chấp nhận câu chuyện của Phạm Thiên Sanan nói với Chư Thiên ở cõi Tam thập Tam liền nói lại với chúng của mình và dạ Xoa Jana và Sapa sau khi tự thân nghe tự thân chấp nhận câu chuyện của đại vương Vesavana nói với hội chúng liền bạch lại với thế tôn thế tôn sau khi tự thân nghe tự thân chấp nhận câu chuyện của dạ xoa chana vasapa và sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn giả ananda tôn giả ananda sau khi tự thân nghe tự thân chấp nhận câu chuyện của thế tôn liền nói lại cho chúng tỷ kheo Chúng tỷ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng bá, được truyền rộng cho đại chúng, càng ngày càng đông, vì được khéo léo trình bày cho chư thiên và loài người.